Chương trình nghệ thuật Sắc màu Sơn La Tây Bắc là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện du lịch Sắc màu Sơn La Tây Bắc trong khuôn khổ tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho chương trình đã hoàn tất, hứa hẹn đem đến một chương trình nghệ thuật đầy màu sắc. Những ngày qua, hơn 100 ca sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca mối nhạc tỉnh, Trường Cao đẳng Sơn La, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh đã tích cực luyện tập, chuẩn bị chu đáo cho chương trình. Với thời lượng 45 phút, chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục ca mối nhạc liên hoàn được đầu tư công phu, hoành tráng. Khi mà chúng ta xây dựng một cái kịch bản, xây dựng một cái chương trình, nó phù hợp, nó vừa thể hiện là chúng ta vừa nêu bật được bản sắc văn hóa các dân tộc của Sơn La, vừa phải nêu bật được những cái tiềm năng lợi thế rồi những cái tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch, nhưng lại vừa lại phải đáp ứng cái yêu cầu và cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người thành phố, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát và lực lượng, tất cả các lực lượng tham gia đã cố gắng xây dựng một kịch bản hết sức là phù hợp. Chương trình gồm nhiều tiết mục độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La và Tây Bắc, qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa tín ngưỡng, những quan niệm, những đổi thay đi lên của cuộc sống, những giá trị tinh hoa trong nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật trình diễn kết hợp với lời bình sẽ tạo nên sức sống, kích thích sự hiếu kỳ của du khách. Để chuẩn bị cho chương trình lần này, tập thể diễn viên chúng tôi đã có sự luyện tập rất kỹ lưỡng. Chúng tôi rất vinh dự được mang nét văn hóa của Sơn La đến với mọi người. Chúng tôi sẽ cố gắng mang chương trình nghệ thuật ấn tượng nhất có thể đến với mọi người. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2023 tại khu vực phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài thưởng thức chương trình nghệ thuật, du khách sẽ được tham gia trải nghiệm văn hóa cộng đồng Thái, Mông, Dao, các hoạt động xúc tiến du lịch, trưng bày gian hàng, giới thiệu quảng bá các sản phẩm.